Thực hiện chỉ thị 12 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn làng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số thành phố Kon Tum, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung xây dựng thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Kon Tum tập trung xây dựng 18 thôn làng điểm đạt chuẩn thôn nông thôn mới, gồm 1 thôn điểm của thành phố, 11 thôn điểm của 11 xã và 6 thôn điểm của 6 phường có thôn người dân tộc thiểu số đã đăng ký thực hiện năm 2022. Qua đánh giá đến nay có 5 thôn đánh giá đạt chuẩn đang tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định công nhận đạt chuẩn. Các thôn làng còn lại đạt chuẩn trung bình trên 6 tiêu chí. Trong năm 2023, thành phố tiếp tục triển khai tại 9 thôn làng. Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho từng tiêu chí, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của bà con, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023.